À, xin chào các em. À, chúng ta sẽ đến với một cái chuỗi những cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp, và bệnh lý ngày hôm nay tiếp theo là chúng ta sẽ nói về bệnh hẹp động mạch phổi. Thì cũng tương tự như những bài trước, chúng ta sẽ có những cái mục tiêu học tập bao gồm 6 vấn đề ha. Phần nội dung thì cũng có gồm 8 phần. Thì hẹp động mạch phổi thì chúng ta định nghĩa là một cái tổn thương bẩm sinh cấu trúc đường thoát của thất phải. Thì chúng ta nhìn ở đây thì các vị trí có thể tổn thương là chúng ta thấy là hẹp ở dưới van. Đây là thất phải, đây là nhĩ phải ha. Thì đây hẹp dưới van, hẹp tại van, hẹp trên van và hẹp nhánh. Thì chúng ta thấy nhìn ở trong đây thì chúng ta thấy rằng là cái hẹp tại van chiếm tỷ lệ thường gặp nhất trong hẹp van động mạch phổi ha. Tần suất thì chúng ta thấy rằng là đối với hẹp động mạch phổi đơn thuần thì chiếm 8 đến 12% thực tim bẩm sinh, còn nếu đi kèm với các thực tim bẩm sinh khác thì chiếm khoảng 50%. Hẹp động mạch phổi thì xảy ra ở 0,6 đến 0,8 trên 1.000 trẻ sơ sinh còn sống, chiếm 80 đến 90% các trường hợp hẹp đường thoát thất phải. Các vị trí hẹp còn lại thì có tần suất thấp hơn. Chúng ta nói về trong quá trình phôi thai học ha, thì cái việc mà ngăn hành động mạch chủ nhằm mục đích tạo ra hai ống động mạch, thì cái ống bên phải đó thì là động mạch phổi thông với hành tim là thất phải, và cái ống bên trái là động mạch chủ thì nó sẽ thông với tâm thất nguyên thủy là thất trái. Thì quá trình ngăn này do sự hình thành của một vách ngăn xoắn. Thì chúng ta thấy rằng cơ chế chính xác để gây ra cái hẹp đường thoát thất phải thì chưa được thống nhất. Có tác giả thì cho rằng đó là sự kém phát triển của cái phần xa hành tim, nhưng mà cũng có tác giả thì cho rằng đó có thể do bất thường phần xa của hành tim hoặc là do viêm nội tâm mạc trong bào thai. Rồi, ngoài ra thì yếu tố gen cũng đóng một góp một cái vai trò quan trọng, vì hẹp phổi có thể kèm theo những cái bất thường khác. Chúng ta thấy là về mặt giải phẫu bệnh thì chúng ta sẽ có đầu tiên là hẹp tại van động mạch phổi, thì chúng ta cần khảo sát cái cấu trúc van. Thì thông thường nè, chúng ta thấy ở đây ngay hẹp tại van thì cái cấu trúc van này nó có thể bất thường theo cách là nó dày lên, hoặc là cái lỗ van nó nhỏ, hoặc là các mép van nó sẽ dính nhau, hoặc là thậm chí là nó không có khe giữa các lá van, hoặc là chúng ta thấy rằng là các van nó sẽ bị thiểu sản, không đều, không di động, gặp trong những cái hội chứng là trẻ bị mu nam. Thì cái thân động mạch phổi sau cái chỗ hẹp á, thì chúng ta thấy nó sẽ giãn to ra ha, và kích thước thất phải thì có thể bình thường, còn nếu như trong trường hợp hẹp quá nặng thì nó sẽ có thể thất phải nó sẽ bị thiểu sản. Trong trường hợp hẹp dưới van thì chúng ta thấy thấy thường là chia thành hai típ. Thì cái típ 1 là chúng ta thấy là do một cái lớp cơ ở cái vùng phễu này nó dày lên và gây nó hẹp dưới van ha. Cái típ 2 người ta hay gọi đó là thất phải hai buồng, thì chúng ta thấy rằng là cái thất phải nó ngăn chia thành hai buồng bởi một cái sự dày lên của cái lớp cơ như thế này. Rồi, thì còn hẹp trên van hay là hoặc các nhánh thì thông thường cái thể này nó thường kèm với những cái hội chứng bẩm sinh như là rubella, William, hội chứng Noonan, allergy hay là Silver-Rieser. Thì sinh lý bệnh thì chúng ta thấy rằng là khi mà hẹp tại van động mạch phổi thì nó sẽ gây ra cái chuyện là tăng gánh áp lực của thất phải, và cái tăng gánh này nó sẽ tỷ lệ thuận với mức độ hẹp, có nghĩa là hẹp càng nặng thì cái việc tăng gánh áp suất thất phải nó sẽ càng nhiều, thì nó gây ra nó tăng sinh cái vĩ đại của cơ thất phải. Tuy nhiên ở trẻ em thì có ngoài cái chuyện tăng sinh đó thì nó có kèm với tăng cái số lượng mao mạch ở bào thai và sơ sinh, do đó thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ gây ra cái chuyện là gây ra tăng công của thất phải duy trì để duy trì thể tích nhắt bóp, và với cùng một mức độ hẹp á, thì chúng ta thấy rằng ở trẻ em nó sự dung nạp của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với người lớn. Thì khi mà hẹp tại van như vậy thì nó dẫn đến cái chuyện là sẽ gây ra giãn và suy thất phải, rồi gây ra giãn nhĩ phải. Thậm chí là nếu như mà chúng ta thấy áp lực thất phải nó tăng cao thì có thể gây ra hở van ba lá. Nếu như trong trường hợp ở trẻ biểu hiện ở trẻ sơ sinh thì chúng ta thấy rằng là trẻ có kèm với tồn tại cái lỗ bầu dục hoặc là thông niên nhĩ thì sẽ có sinh thải trái, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng tím đi gắng sức. Thì nếu mà hẹp quá nặng trong bào thai thì chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường là sẽ thấy cái thất phải nó sẽ bị thiểu sản ha, và nó sẽ thường đi kèm với một cái lỗ bầu dục và hoặc là một cái thông niên nhĩ với một cái sinh thải trái. Còn hẹp dưới van động mạch phổi thì chúng ta thấy rằng là những cái bó cơ trong thất phải này nó sẽ gây tắc nghẽn trong lòng thất phải với những mức độ khác nhau, và cái mức độ tắc nghẽn và áp suất trong lòng thất phải tăng nhiều hơn ở trong thùy tâm thu. Còn đối với hẹp trên van động mạch phổi thì chúng ta thấy rằng áp suất trong thất phải và động mạch phổi ở trên chỗ hẹp thì nó tăng trong thùy tâm thu. Thì các bạn, đó là những cái phần về sinh lý bệnh của những cái thể là hẹp tại van, dưới van và hẹp trên van. Thì chúng ta chia thành mức độ thì dựa trên cái chênh áp của thất phải và động mạch phổi. Nếu như là cái chênh áp này nó dưới 40 mm thủy ngân thì là hẹp nhẹ, còn trung bình là từ 40 cho đến 70 mm thủy ngân, còn hẹp nặng là trên 70 mm thủy ngân.
Về mặt chẩn đoán thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng. Thì đối với lâm sàng của một đứa trẻ hẹp phổi thì chúng ta thấy rằng là nếu như trong trường hợp hẹp nhẹ thì thường những đứa trẻ này sẽ không có triệu chứng gì hết, phát triển thể chất một cách rất là bình thường. Nhưng nếu mà bệnh nhân hẹp vừa và nặng thì bắt đầu sẽ có thể có triệu chứng là mệt, khó thở khi gắng sức, và thậm chí là có thể có những triệu chứng suy tim, đau ngực, ngất và đột tử thì có thể xảy ra do cái tình trạng là thiếu máu cơ tim hay là rối loạn nhịp thất. Đối với trường hợp là hẹp phổi nặng ở trẻ sơ sinh thì có biểu hiện lâm sàng là sẽ tím nặng và bệnh nhân sẽ nhập viện trong bệnh cảnh là tím, bú kém và thở nhanh. Đa số bệnh nhân hẹp phổi nhẹ thì có phát triển thể chất bình thường. Triệu chứng thực thể thì như hồi nãy mình nói, hẹp phổi á, thì nó có thể đi kèm với những cái hội chứng bất thường như là allergy, hội chứng rubella, rồi William, Noonan, thì do đó là chúng ta phải đi tìm đến những cái khuôn mặt dị hình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ khám thấy những cái ổ đập bất thường có thể đi kèm với rung miêu tâm thu ở khoảng gian sườn 2, 3 bờ trái và có thể là có hô hồi ức do cái sự tăng gánh về áp suất của thất phải. Đây là biểu hiện của chúng ta thấy là âm thổi trong hẹp van động mạch phổi thì nhẹ và trung bình, nặng thì các bạn có thể thấy rằng là điều này chứng tỏ là gì? Nếu mà hẹp càng nặng thì chúng ta thấy rằng âm thổi sẽ càng lớn và càng dài. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là T2 trong những trường hợp này thường bình thường mà có thể tách đôi, nhưng mà sẽ thấy không bao giờ có mạnh và đanh, bởi vì chúng ta thấy rằng là nó không có tăng lưu lượng máu lên phổi ha, và không có khả năng là tăng áp phổi. Ngoài ra thì chúng ta có thể khám thấy những cái tiếng tim bất thường khác, ví dụ như là tiếng click phun tâm thu ở khoảng gian sườn 2 3 trái xảy ra sớm trong thì tâm thu và có thể nhầm với tiếng T1 tách đôi. Thì chúng ta phân biệt nhờ vào cái âm sắc và vị trí hoặc là vào thì hô hấp. Ngoài ra chúng ta có thể nghe âm thổi của hở van ba lá trong trường hợp hẹp phổi nặng. Thỉnh thoảng thì có thể nghe thấy âm thổi liên tục do có tuần hoàn bằng hệ. Nếu suy tim thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng T4 và chúng ta có thể khám thấy gan to. Đối với thể nặng có nghĩa là hẹp mà người ta thường hay dùng cái từ là hẹp khít van động mạch phổi thì nó sẽ biểu hiện ở trẻ sơ sinh và lâm sàng là sẽ xuất hiện là tím rất là sớm, có dấu hiệu suy tim và âm thổi. Âm thổi này có thể bị che lấp bởi cái âm thổi dạng tràng của hở van ba lá hoặc là âm thổi liên tục của cổ ống động mạch hay là tuần hoàn bằng hệ. Đây là một cái bệnh cảnh mà cần phải xử trí cấp cứu nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà hẹp phổi mà biểu hiện trong ở thời kỳ sơ sinh mà có tím thì đây là nhóm tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi, nó phụ thuộc ống động mạch thì đa phần là nó sẽ nhập viện trong bệnh cảnh cấp cứu mà chúng ta cần phải nong cái van động mạch phổi. Về cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là ít quang thì chúng ta sẽ thấy là bóng tim nó bình thường hoặc là to nếu như mà nó có suy tim. Trong trường hợp mà hẹp van động mạch phổi thì cung động mạch phổi nó sẽ không phồng và nó sẽ có thể lõm và nó có thể là giãn sau hẹp. Tuần hoàn phổi thì thường là bình thường hoặc là trong trường hợp mà nó hẹp nặng thì có thể nó gây ra giảm lưu lượng máu lên phổi. Trong trường hợp sơ sinh có hẹp van động mạch phổi nặng thì thường là tim to và giảm lưu lượng máu lên phổi bằng biểu hiện là cái phế trường nó sẽ tăng sáng rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng không có hình ảnh mạch máu ha, cung động mạch phổi thì lõm, rốn phổi thì không có đậm. Về điện tâm đồ thì tùy theo mức độ thì có thể biểu hiện bởi những cái biểu hiện khác nhau. Nếu trong trường hợp hẹp nhẹ thì chúng ta thấy rằng ECG có thể bình thường. Nếu hẹp vừa thì chúng ta thấy rằng là có trục QRS lệch phải, có dấu hiệu của dày thất phải. Mức độ dày thất phải thì tương ứng với mức độ hẹp. Trong trường hợp hẹp nặng thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện của hình ảnh của dày thất phải nè, ST trên xuống nè, T âm ở V1 đến V4, RV1 sẽ lớn hơn 28 mm, lớn nhĩ phải. Ở sơ sinh thì có thể dày và lớn lớn thất hoặc là thậm chí là có thể có thiểu sản thất phải. Đây là mà chúng ta ôn lại những cái đặc điểm điện tâm đồ tùy theo mức độ hẹp phổi thì chúng ta sẽ dựa vào trục điện tim, tỷ lệ R trên S, biên độ R ở V1 và hình ảnh của lớn nhĩ phải. Trong trường hợp hẹp nhẹ thì đa phần là bình thường hết nha. Trung bình chúng ta thấy trục điện tim là từ 90 đến 130 độ, tỷ lệ RS là 41 ở V1, biên độ R ở V1 thì là 10 đến 20. Có lớn nhĩ phải. Nặng thì chúng ta thấy rằng là trục điện tim là từ 110 đến 150 độ, có đảo ngược ở chuyển đạo bên trái, R ở V1 lớn hơn 28 mV và lớn nhĩ phải. Đây là chúng ta coi lại cái hình ảnh ha, thì chúng ta thấy rằng R cao ở V1 nè, đó, ở V2 nè, đó, đây là những cái hình ảnh giúp cho chúng ta. Rồi T là chúng ta thấy cái ở T có thể âm nè ha, đây, đó, ở V2 đến V4 thì đây là trong đây là biểu hiện của một cái biểu hiện lâm sàng là hẹp phổi nặng cái điện tâm đồ. Còn siêu âm tim thì đúng là chúng ta sẽ coi thứ nhất là vị trí hẹp, thứ hai là coi coi là cái biểu hiện hẹp, cơ chế hẹp của nó là gì, có nghĩa là lá van nó bị dày, cử động hạn chế hay là do nó dính van ha. Rồi chúng ta sẽ đo cái kích thước của thân động mạch phổi nè và đo các đường kính của nhánh phải và nhánh trái. Chúng ta sẽ quan sát cái vùng buồng tống thất phải có thể thấy hình ảnh thất phải hai buồng hay không, hay là hình ảnh phì đại cơ thất vùng buồng tống.
chúng ta sẽ đo ra đi ăn của động mạch, thức phải và động mạch phổi trong thì tâm thu. Trong trường hợp sơ sinh hẹp động mạch phổi nặng thì chúng ta xem coi có tồn tại ống động mạch hay không. Thì trong cái trường hợp mà sơ sinh á mà hẹp động mạch phổi nặng thì chúng ta sẽ không dựa vào chân áp của thất phải và động mạch phổi để mà đánh giá mức độ nặng, mà bởi vì thường thì cái chân áp này nó sẽ thấp hơn so với thực tế, bởi vì lúc này là cái áp lực động mạch phổi của trẻ sơ sinh nó còn cao. Đây là cái hình ảnh siêu âm mà chúng ta có thể thấy được, đây là cái buồng thoái thất phải ha. Và khi đó thì chúng ta đo, các bạn đo cái chân áp của thất phải, đây là thất phải đây, còn đây là động, đây là vòng van động mạch phổi, thân động mạch phổi và chia thành hai nhánh đây. Đây là nhánh trái, đây là nhánh phải. Và các bạn thấy khi mà chúng ta đo cái chân áp thất phải động mạch phổi thì ở bên này ha, chúng ta thấy rằng nè, cái vận tốc của nó gần tới 5 mét trên giây ha, chứng tỏ là mức độ hẹp này là hẹp nặng ha. Và đây là mức độ tại van và ở đây là trên van. Thông tim thì trước đây nó có vai, có rất là có vai trò quan trọng, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ có vai trò trong cái điều trị can thiệp mà thôi, là dành cho những cái trẻ mà nó có hẹp van động mạch phổi nặng trong thời kỳ sơ sinh mà chúng ta cần phải nong van đó ha. Thì ngoài ra khi mà thông tin thì chúng ta cũng có thể khảo sát được cái thân, cái hệ thống mạch máu phổi thì bao gồm là thân và hai nhánh của nó. Ngoài ra chúng ta có thể xem thêm là bệnh nhân có đi kèm với có tuần hoàn bằng hệ hay không. Thì diễn tiến tự nhiên thì đối với những trường hợp mà hẹp nhẹ thì đa phần là nó sẽ không có tăng dần cái mức độ hẹp. Còn nếu suy tim thì trong trường hợp là phải hẹp động mạch phổi nặng, đôi khi thì nó có viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, đột tử khi gắng sức thì có thể gặp trong hẹp nặng ha. Sơ sinh hẹp động mạch phổi nặng thì xử trí đúng. Nếu mà chúng ta mà xử trí không đúng thì hầu hết là sẽ có biến chứng và tử vong. Vậy thì điều trị thì về mặt nội khoa thì trong trường hợp mà nó là hẹp khít van động mạch phổi ở trong giai đoạn sơ sinh thì thông thường là chúng ta sẽ truyền cái prostaglandin để giữ cái ống động mạch, chúng ta sẽ phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Đối với trẻ lớn hơn thì chúng ta hạn chế gắng sức nếu trong trường hợp mà nó hẹp nặng, có nghĩa là chân áp nó lớn, chân áp thất phải và động mạch phổi nó lớn hơn 70 mm thủy ngân. Còn về mặt nong van động mạch phổi bằng bóng qua thông tim hoặc là phẫu thuật thì hầu hết trong những gọi là những thập niên gần đây với sự phát triển của thông tim thì chúng ta thấy rằng là đối trong những trường hợp hẹp tại van động mạch phổi thì cái tỷ lệ mà nong van bằng bóng tỷ lệ thành công rất là cao. Thì chúng ta thấy cái chỉ định nong van bằng bóng là khi mà có hẹp trung bình đến nặng và trên áp thất phải động mạch phổi ở thì tâm thu là lớn hơn 50 mm thủy ngân hoặc là nó lớn hơn 30 và có triệu chứng lâm sàng của rối loạn chức năng thất phải. Riêng trong trường hợp trẻ sơ sinh mà có tím hoặc có rối loạn chức năng thất phải hoặc thiểu sản thất xạ, riêng đối với trẻ sơ sinh mà có rối loạn chức năng thất phải tím nặng hoặc là thiểu sản thất phải nhẹ thì là phải có chỉ định là nong van bằng bóng. Nong van đây là những cái chống chỉ định, ví dụ như là hẹp dưới van, hẹp trên van, hẹp nhánh hoặc là thiểu sản nặng vòng van ha, rồi có tuần hoàn vành phụ thuộc thất phải hoặc có thực tim phối hợp khác cần phẫu thuật, nhiễm trùng huyết hay là đang có tình trạng rối loạn đông máu thì lúc này thì chúng ta cần phải xem xét có thể là không có thể nong van bằng bóng được. Vậy thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ thành công là 85% trường hợp thành công đối với hẹp tại van nè ha. Tỷ lệ phải nong lại do tái hẹp thì rất thấp. Hở van động mạch phổi thì cũng thường gặp á, sau khi mà nong chiếm khoảng 10-40%, nhưng đa số thì là hở nhẹ thôi và nó có thể tự dung nạp được. Ngoài ra thì chúng ta nong ngoài khi mà nong tái hẹp thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà hẹp nhánh á, trong trường hợp hẹp nhánh động mạch phổi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể đặt cái stent nội mạch ha, loại mà có thể bung giãn làm tăng hiệu quả nong mạch máu bằng bóng lên 50-75%. Rồi ngoại khoa thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp là thiểu sản hoặc hẹp van động mạch phổi mà thất bại với nong van hoặc là hẹp dưới van động mạch phổi nặng thì kỹ thuật thì chúng ta có những kỹ thuật sau đây, ví dụ như là sẽ mép van bị dính, thiểu sản van nặng thì chúng ta cắt bỏ van, van một mảnh, hẹp dưới van thì chúng ta cắt bỏ mô sơ và mở rộng buồng thoát, trong hẹp thân thì chúng ta mở rộng thân ha. Thì đó là những cái phương pháp trong điều trị ngoại khoa. Thì tỷ lệ tử vong là 10% ở trẻ nhũ nhi, nhỏ hơn 1% ở trẻ lớn hơn. Và đương nhiên là sau khi mà phẫu thuật thì chúng ta cần phải theo dõi sau phẫu thuật. Nếu như trên bệnh nhân mà có phì đại và tắc nghẽn buồng thoát sau khi mà phẫu thuật rồi thì chúng ta tiếp tục cho uống Ropinirole, chúng ta phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và chúng ta phải siêu âm tim định kỳ để đánh giá cái chân áp của thất phải và động mạch phổi. Rồi, mong rằng là với những kiến thức đó thì các bạn sẽ có thể hiểu hơn về bệnh lý hẹp van động mạch phổi.